Dung và sự nghiệp của đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Đồng chí Chu Ngọc Anh sinh 17 tháng 6 năm 1965 là một tiến sĩ và chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Ông sinh ngày 17 tháng 6 năm 1965 tại Thái Hòa, Ba Vì, Hà Tây. Chu Ngọc Anh giữ vị trí nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý Kỹ thuật. Đại học Bách Khoa Hà Nội từ tháng 1 năm 1988 tới tháng 11 năm 1995. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành vật lý chất rắn năm 1993 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội dưới sự hướng dẫn của Phó Giáo sư, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong. Sự nghiệp của đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Từ năm 1997 đến năm 2000, ông giữ chức Phó trưởng Phòng Vô tuyến, Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện. Từ năm 2001 đến năm 2003, Ông giữ chức trưởng phòng vô tuyến, Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ năm 2004 đến năm 2007, ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông thăng tiến lên vị trí Cục trưởng Cục ứng dụng và phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và đảm nhiệm vị trí này từ năm 2007 đến năm 2011. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 12 năm 2010, Chu Ngọc Anh giữ vị trí Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 2 năm 2013, Trung Ngọc Anh giữ vị trí ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2013, ông giữ chức ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Phó Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ. Từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 9 năm 2015, ông đảm nhiệm vị trí ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Phó Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Từ tháng 9 năm 2015, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Từ tháng 1 năm 2016, ông là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 8 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, ông được Quốc hội phê chuẩn, chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thay cho ông Nguyễn Quân. Ngày 27 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14 được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 18 tháng 9 năm 2020, thay mặt Bộ Chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định phân công ông Trung Ngọc Anh thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học Công nghệ để đến nhận công tác tại Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021 đối với ông Chu Ngọc Anh thay cho ông Nguyễn Đức Trung người đã bị khai trừ đảng. Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021 đối với ông Chu Ngọc Anh. Ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội, ông tái đắc cử Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17 nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025. Ngày 12 tháng 11 năm 2020, tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 14 được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thay thế ông là ông Huỳnh Thành Đạt. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng huân chương lao động hạng 3. Trên đây chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn chân dung và sự nghiệp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đồng chí